chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách download ROM gốc hay gọi là firmware gốc của máy Samsung trên web Sam Mobile với tốc độ cao như tài khoản premium mà không cần phải trả phí. Sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách nâng cấp firmware. Ví dụ đây là Galaxy Note 4 và áp dụng tương tự với hầu hết các máy Samsung khác. Việc đầu tiên trước khi chúng ta download firmware là chúng ta phải xác định chính xác máy của chúng ta là model nào và nó ở thị trường nào. Chúng ta sẽ vào download mode bằng cách nhấn giữ 3 phím Home, Volume Down và nút nguồn. Chúng ta đồng ý vào bằng phím Volume Up. Đây là thông tin đầu tiên chúng ta cần, model. Sau đó chúng ta sẽ tìm xuất xứ của máy bằng cách xem email sao thăng 06 thăng. Chúng ta sẽ ý hai con số email ở vị trí thứ 7 và thứ 8. Nó sẽ hiện xuất xứ của máy với quy định như sau. Sau khi xác định chính xác được model của máy và nước sản xuất, chúng ta sẽ vào Sam Mobile để download firmware. Chúng ta sẽ gõ vào model để tìm kiếm. Đây là tất cả những firmware chúng ta download. Do không có tài khoản premium, tốc độ rất chậm, có thể vài ngày mới xong một firmware. Còn nếu mua thì phải tốn phí khá là cao. Do đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sau đây. Để có thể hack được server download tốc độ cao, các bạn sử dụng phần mềm mình post dưới phần description. Sau khi download về, các bạn giải nén sẽ được giao diện của phần mềm Samfirm. Chúng ta sẽ nhập vào model và ở region chúng ta sẽ nhập vào mã của nước xuất xứ. Điện thông tin có ở web Sam Mobile. Có đây. Region các bạn sẽ copy từ product code. Dán vào. Chúng ta nhấn check update. Ok, bây giờ bạn thấy nó đã kết nối được với server và tìm ra được firmware. Các bạn tích vào Describe Automatically. Ta chọn nó lưu. Download. Không phải tốc độ nó lên rất cao. Sau khi download xong, chúng ta có ở đây file firmware. Bước tiếp theo là flash đưa firmware này vào máy, sử dụng phần mềm Odin. Hiện tại mình thấy bản 3.10.7 khá là ổn định, các bạn có thể download dưới phần description. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối điện thoại vào máy tính qua cổng USB. Lưu ý các bạn phải cẩn thận sạc điện thoại đầy, tránh trường hợp bị mất nguồn đột ngột, rất là nguy hiểm. Nếu sau khi bạn cắm vào Odin không nhận ra máy thì các bạn phải cài thêm driver của Samsung ở dưới phần description. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào nơi lưu firmware. Và thấy là quá trình flash đang bắt đầu. Chúng ta chờ cho máy flash. Bây giờ thì máy của chúng ta đang khởi động và chạy một số thiết lập còn lại để nâng cấp firmware. Ok, chúng ta đã flash thành công firmware. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.